Xin chào tất cả cô chú anh chị. Lời nói đầu tiên cho mình xin phép gửi đến tất cả cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Thì là hôm nay mình sẽ làm một cái clip, một cái chương trình, một cái máy rửa xe mang thương hiệu của DH màu đỏ, một cái năm khởi sắc đầy cái sự may mắn cho tất cả cô chú anh chị. Rất là mong được tất cả cô chú anh chị đến với kênh YouTube Lê Minh Phát. Để đến với Lê Minh Phát là cái sự uy tín dành cho tất cả cô chú anh chị về lâu về dài. Và hãy đừng quên, cô chú anh chị đừng quên hãy đăng ký kênh và theo dõi những cái clip mà Lê Minh Phát sẽ đăng lên hàng ngày. Và hôm nay thì đầu xuân năm mới, Lê Minh Phát đã về một số hàng rất là mới, một thương hiệu của DH mà mình bán khá là nhiều, về những cái dòng sản phẩm khoan bin, khoan bê tông, rồi là khoan bắn vít, thương hiệu của DH mà khách hàng sử dụng rất là yên tâm, cũng như về cái chế độ bảo hành rất là chu đáo. Thì hôm nay trong cái clip này thì mình về được hơn 100 máy thương hiệu của DH, một chiếc máy mà mình mong đợi khá là lâu rồi. Thì hôm nay mình sẽ review và mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm này đến tất cả cô chú anh chị mình trong cái clip này. Rất là mong được tất cả cô chú anh chị ủng hộ em mình trong cái clip máy rửa xe, một cái máy mà tất cả cô chú anh chị đều rất là muốn có để sử dụng trong cái dịp Tết như thế này, hoặc là sau cái dịp Tết mình có thể rửa xe, rửa nhà, vân vân. Thì ngay bây giờ mình sẽ khui chiếc máy này ra. Đây ạ, đây là chiếc máy rửa xe mang thương hiệu của DH. DH là dòng máy chính hãng. Con này nó có công suất là 3000W và 230, và có lực của máy hút này lên đến là 10 lít trên 1 phút và sử dụng điện là 220V. Và máy có trọng lượng là tổng là 14kg kèm theo phụ kiện đi kèm. Thì sau bây giờ thì mình sẽ khui chiếc máy này ra và mình sẽ cân xem chiếc máy này sẽ được bao nhiêu ký và chế độ bảo hành của máy này như thế nào. Đây là một cái chiếc máy như thế này. Đấy, mình sẽ khui chiếc hộp này ra. Và đầu tiên thì mình thấy là sẽ có một cái phiếu bảo hành của chính hãng của DH. Thì chiếc máy này bảo hành 6 tháng nhưng mà riêng bảo hành 6 tháng, nhưng mà mình hỗ trợ bảo hành máy lên đến là 12 tháng motor. Cam kết bảo hành 12 tháng motor, cháy đổi mới hoàn toàn. Máy để trang bị cho mình một cuộn dây, một cuộn dây dài đến 15m. Thì tất cả cô chú anh chị sẽ rất là ưng với chiếc máy kèm thêm bộ dây 15m như thế này. Và một dây hút dài 2m. Kèm theo là trang bị cho mình một bình tạo bọt tiết. Và kèm theo là một đây là cái đầu nối nhanh, đầu nối vào ống nước. Đây ạ, ống là mình có thể là nối trực tiếp vào ống nước. Và cái lọc của rác của chiếc máy này thì nó thiết kế cho mình một cái lọc khá là nhỏ gọn như thế này, chỉ cần bỏ xuống là nó sẽ chìm vào trong cái xô nước thì mình sẽ dùng. Cái này đầu nối nhanh, đầu này là đầu nối vào ống nước trực tiếp vào bồn, và đầu này là đầu lọc, nó sẽ có hai đầu lọc như thế này. Và kèm theo là một cái cần nối dài 30cm, cần nối dài. Và kèm theo là một chiếc súng. Đây ạ, súng thì nó sẽ nằm ở dưới cùng. Chiếc máy này thì súng sẽ nằm dưới cùng thế này. Súng này thì được thiết kế khá là nhỏ gọn. Ruột nó sẽ bằng kim loại, cho nên nó sẽ có cái bằng kim loại. Ruột bằng kim loại cho nên cái độ bền của cái máy, của chiếc súng này khá là yên tâm về sử dụng. Và đặc biệt là đây là nhân vật chính trong ngày hôm nay, đó là một chiếc máy rửa xe. Chiếc máy rửa xe này được thiết kế cho mình một thương hiệu DH màu đỏ đen. Và nó có dây nguồn. Dây nguồn của chiếc máy này nó lên đến là 5m. Khi mình sử dụng thì khá là dài, rất là tiện lợi. Một chiếc máy mà dài đến 5m như thế này thì rất là hiếm hoi. Đây là công tắc. Đây là công tắc khi mình sử dụng. Đây là chiếc on thì mình sử dụng và tắt. On off là mình tắt ha. Sau này thì nó sẽ là có công suất ở thế này. 3000W, 230 và 220V và lực. Và cái tiêu thụ của chiếc máy này hồi nãy mình có nói rồi là 10 lít trên 1 phút. Và nó tổng cái sản phẩm này là 14kg ha. Và sử dụng đầu nén khá là lớn. Ở dưới này nó sẽ có van chỉ xả boe. Đầu nén lớn ha. Đây, dây đồng cam kết là dây đồng 100%. Đó, cái đầu này thì mình cam kết mình cam kết là dây đồng là 100% ha. Rồi, trên này nó có chế độ chỉnh áp này. Chế độ chỉnh áp này. Và trên này nó sẽ thiết kế cho mình một chiếc đồng hồ để mình kiểm tra áp ở đây. Và dưới tên này thì nó thiết kế một cái tay nắm. Và sau này thì nó cũng có một cái quạt làm tản nhiệt, nó làm bằng nhựa khá là xịn sò. Làm bằng sắt thì nhiều khi nó vận chuyển nó méo, nó mót. Nhưng mà chiếc máy này nó thiết kế cho mình bằng nhựa, nhựa rất là xịn sò. Và cái độ nhựa này rất là cứng và cái độ bền rất là cao. Và chiếc máy này có trọng lượng là tầm hơn 10kg nhá. Đây, anh sẽ đo chiếc máy này. Chiếc máy này anh sẽ đo luôn. Tổng của chiếc máy này là 10
10,100 gram, tức là nó rơi vào 10 ký nhá. Đó, 10 ký đồng hồ điện tử này rất chính xác. Với chiếc máy mini và có thiết kế độ cân nặng 10 ký thì sẽ đủ cái tiêu chuẩn một cái chiếc máy rửa xe mini đạt tiêu chuẩn của các nước châu Âu trên thị trường. Với chiếc máy này thì mình cam kết là dây đồng 100%. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị mình sử dụng một cái chiếc máy này. Chiếc máy này nó khá là đơn giản thôi. Đây ạ. Đầu tiên thì mình sẽ gắn đây. Đầu tiên mình sẽ gắn đây là cái lọc. Cái nào nó bẩn quá mình tháo nó ra và mình vệ sinh lại. Đây, mình gắn cái này vào. Wow, quá đơn giản thôi. Ok. Rồi. Bước thứ hai là mình gắn vào cái dây lọc rác. Đây là cái gắn đầu, cái đầu lọc rác này. Cái này mình thả vào xô nước. Đây, và xả vào xô nước và cái này mình tháo nó ra. Đấy, mình tháo nó ra ha. Mình lòng cái này vào đây. Đấy, xong mình gắn vào đây. Xong mình vặn lại. Rồi, rất là đơn giản vậy thôi. Và thao tác thứ hai là mình thao tác này mình gắn như này. Nếu mình gắn như này thì nó sẽ không có hút được ha. Đấy, gắn nhẹ này không hút được, ấn mạnh vào. Đây, nghe cái khực này. Ok, khi nào nghe cái khực là ok thì mình sẽ bỏ cái này vào sâu nước này. Rồi. Còn cái dây này là dây ra nhá. Một đầu mình gắn vào đây. Đây ạ. Một đầu này mình gắn vào đây. Dặn nó lại. Và đầu này. Đầu này mình sẽ gắn vào đầu súng. Thế là xong một cái chiếc máy rửa xe. Và đây là cái cần nối súng mà công ty tặng thêm. Thì mình tháo đầu này ra. Mình vặn theo kim đồng hồ nhá. Đó. Tháo ra, tháo mạnh vào. Không sao hết. Đây, mình gắn nó vào. Xong mình lôi này xuống, gắn cái đầu súng vào. Vậy là xong một chiếc máy rửa xe. Còn cái bình tạo bọt này, cái bình tạo bọt này mình tháo ra này. Cái bình tạo bọt này, đây, mình tháo nó ra. Trong này nó sẽ có một chiếc rong, một chiếc rong nhựa này. Chiếc rong nhựa này mình gắn vào đây. Nếu là phải gắn vào đây nha. Gắn vào đây. Không có cái này thì nó sẽ xì. Đó. Ok. Xong mình sẽ gắn vào đây. Gắn cái bình tạo vào đây. Vậy là xong. Và mình sẽ cắm điện vào là mình xài. Với một chiếc máy này thì khá là đơn giản thôi. Và ngay bây giờ thì mình đã test máy. Mình sẽ thử chiếc máy này với mình gắn sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ test thử á. Đây. Đây mình sẽ test thử chiếc máy này nó sẽ sử dụng điện là 220 này. Hồi nãy mình có nói rồi ha. Rồi mình sẽ ok này, bây giờ mình xịt này, bật này, bật chế độ này này. Rồi, xịt này. Đây là cái chiếc máy chiếc xe bán tải, chiếc xe bán tải mà mình nó đi là hơi dơ rồi. Bây giờ mình sẽ xịt với chiếc máy rửa xe của DH này. Với một cái chiếc máy rửa xe này thì mình có thể vệ sinh ô tô này, mình vệ sinh xe máy này. Đấy. Đây đây. Đó, rất là tiện. Đây. Khá là tiện nha. Mình đi xa về đúng không ạ? Mình đi xa về xe nó bẩn quá, mình ba na mình xịt. À, mình xịt cho sạch vào. Với cái chiếc máy này thì đúng là rất là mạnh. Áp 3000 W mà, nó khá là mạnh. Rất là mạnh nha. Đấy. Đây, bánh xe nó bẩn này. Nó bẩn cỡ này này. Mình có thể vệ sinh lại. Lâu lâu thì mình ra cửa hàng, ra các cái chỗ mà chăm sóc xe thì mình rửa xe. Còn ở nhà thì mình cứ thỉnh thoảng mình vẫn phải rửa, tự rửa. Ngày nào ra tiệm thì nó là tốn tiền. Đấy, đặc biệt là mình lại chăm sóc được những cái chiếc xe yêu của mình nữa. Đây, một chiếc máy này rất là đa năng nhá.
Đấy, mình có thể vệ sinh nhà cửa này. Đây, vệ sinh nền nhà này, dây 15 mét này. Đó. Ở trên máy này thì nó sẽ đi với cái chế độ chỉnh áp này. Đấy, mình sẽ chế độ chỉnh áp này. Đây. Đấy, mình sẽ đây là áp 20 này, 20 ký này. Đấy, mình sẽ chỉnh xuống này. Đó, này. Đấy, anh em vệ sinh máy lạnh này. Thế thế này. Thấy nó yếu hẳn chưa? Đó. Đó, thấy nó yếu hẳn luôn. Đấy, cực yếu luôn này. Bây giờ mình chỉnh cao lên. Đấy, nó lại mạnh lại này. Đấy, hàng giảm áp xuống này. Đây áp này, quay lại áp không luôn này. Này. Đấy, đồng hồ này. Đấy, anh em vệ sinh máy lạnh rất là hợp lý với chiếc máy này. Tăng lên. Đấy. Và chiếc máy này nó vận hành rất là êm nhá. Nó vận hành cực êm, và khi mà mình nhả cò, nhả súng thì ra lên nó sẽ tự ngắt này. Đấy, mình bắt đầu mình bóp nó mới chạy này. À. Đấy. Nó rất là đẳng cấp nhá, cực kỳ ok luôn, chiếc máy này rất là ok. Motor là mình sẽ bảo hành 12 tháng. Tại vì motor là mình cam kết là dây đồng 100%. Và ngay bây giờ để mình sẽ test cái chế độ tạo bình bọt này. Đấy, test cái chế độ tạo bình bọt á, thì khi mà mình muốn tạo cái bọt nhiều á, thì mình sẽ để cái chế độ xòe, chế độ xịt xòe này. Đây. Đó, mình sẽ để chế độ này. Chế độ phun xương này. Đó, chế độ phun xương này thì mình sẽ bỏ cái đầu này, bỏ vào đây. Wow, ấn mạnh phát này. Ok. Đấy, mình sẽ test tạo bọt này. Đó, khi mà mình rửa xe nhá. Đây, mình sẽ tạo bọt này. Đó, tạo bọt này, đấy. Đó, mình sẽ tạo chiếc bọt này. Đấy, để mình vệ sinh rồi. Đó. Đấy. Đấy, mình sẽ vệ sinh những cái chiếc xe của mình. Đấy, mình chăm sóc hàng ngày chẳng hạn. Ơi, nó đã quá trời đã luôn. Đấy, ô tô luôn. Đấy. Một cái bình tạo bọt này thì mình có thể sử dụng được khoảng chục cái xe như thế này được. Bởi vì nó rất là ít thôi. Đấy, sau khi mình sử xong mình lấy cái này ra. Đó, bây giờ mình xịt lại ha. Đấy. Thế là mình là một ngày mình có thể rửa được 3-4 chiếc xe như thế này. Một chiếc xe máy này là 20.000. Đúng không ạ? 10 lần rửa là 200.000 rồi. Cho nên là mình ở nhà mình vệ sinh đỡ tốn tiền. Nó quá đã luôn. Đấy, một chiếc xe mà mình đi hàng ngày. Đấy, mình chăm sóc hàng ngày thì mình có thể là tự động mình đấy, vệ sinh nó. Đấy. Quá, nó quá đã luôn. Đấy. Đấy, ô tô. Đấy, tóm lại là cái xe máy này nó đa năng mà nó xịt khá là dài nhá. Đây, chế độ xịt này. Nó rất là dài nhá. Đấy. Nó mạnh cực kỳ luôn. 3.000W mà. Nó rất là mạnh. Đó. Nó rất là mạnh nhá. Đó. Trời ơi, cực kỳ mạnh luôn. Rồi, với một cái chiếc máy mà đa năng như thế này, mình vệ sinh ô tô này. Đấy, mình vệ sinh nền nhà này. Rồi là nhất là cái dịp Tết này. Cái dịp Tết này hầu như ai cũng muốn cho mình là mình đi chơi, mình sang nhà cô chú, anh chị, dì bác mình có một cái chiếc xe nó mới, nó sạch bong, đúng không ạ? Thì hãy liên hệ với mình để là mua chiếc máy rửa xe này mình về sử dụng gia đình. Đặt máy này chỉ sử dụng gia đình ha. À, sử dụng gia đình thôi. Rồi là tưới cây này, nói chung là làm có thể là bất cứ một cái điều gì đến liên quan đến rửa máy, rửa xe. Đó, thì hôm nay trong cái clip này mình về được hơn 100 con rửa xe DH 3.000W này. Máy chính hãng được bảo hành 12 tháng như thế này. Giá hiện tại mình bán 1.900.000. 1.900.000 mình bao ship về đến tận nhà ha. 1.900.000, cô chú anh chị nghe không nhầm đâu. Máy bảo hành lên đến 12 tháng. Máy được cân nặng lên hơn 10 kg như thế này. Một chiếc máy chính hãng của DH được bảo hành 12 tháng, mình xin nhắc lại ha. Rồi, mình xin rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Giá 1.900.000 mình bao ship về đến tận nơi. Cái clip của mình thì khá là dài rồi. Rất là mong được tất cả cô chú anh chị mình ủng hộ cho mình cái clip mà máy rửa xe DH đầu năm xuân năm mới màu đỏ
khởi sắc đầy may mắn như thế này. Bây giờ thì mình xin chào và kết thúc cái video ở đây. Một người chị nào có nhu cầu về chiếc máy rửa xe này thì hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình 035 661 7777, 038 759 8888, số nhà tổ 2, số nhà 68 tổ 2 khu phố 3 thị trấn Trơn Thành, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nếu cô chú anh chị nào gần đây thì hãy tới cửa hàng của Lê Minh Phát để được thử máy, test máy, trải nghiệm những cái chiếc máy của bên mình. Thì bên mình cửa hàng của bên mình rất là to ha, có bảng hiệu ha và đầy đủ cái sự uy tín mà dành cho tất cả cô chú anh chị ở đây. Thì mình có rất là nhiều những cái dòng máy mà mình muốn gửi đến tất cả cô chú anh chị. Một cái cửa hàng của mình khá là lớn ở đây thôi, thế nên là cái sự mà uy tín của mình dành cho tất cả cô chú anh chị là có thật, và có thật chứ không bao giờ sống ảo, không bao giờ lừa đảo tất cả cô chú anh chị. Rất là mong được tất cả cô chú anh chị ủng hộ mình, và hãy đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình những clip lần sau. Và ngay bây giờ thì mình xin chào và kết thúc clip ở đây. Xin chúc tất cả cô chú anh chị nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Và bây giờ mình xin chào và gặp lại.